Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung của bộ phim Vĩnh Sinh tập 1 và 2. Mở đầu cho tập phim là hình ảnh Phương Thanh Tuyết, mặc dù tuổi còn trẻ mà đã bước vào thần thông bí cảnh, được tấn thăng làm đệ tử của Vũ Hóa Môn. Trường giáo nói với cô, ta mong còn tiếp tục khổ tu, sớm ngày thăng cảnh giới, ta mang vũ hóa phi thăng kinh này, truyền thụ lại cho con, ta tặng tử điện phong này cho con làm hành cung, người khác không thể nào đến đây quấy nhiễu, con có thể ở đây an tâm tu luyện. Thanh Tuyết có một thỉnh cầu, xin được về nhà một chuyến để từ biệt Sa Vũ và chọn Gia Nô vào tử điện nhóm lửa trong trường luyện đan, nuôi dưỡng linh thú giúp con an tâm tu luyện. Trường giáo nghe xong thì đồng ý. Chuyên cảnh là hình ảnh sân luyện võ của nhà Phương gia, chúng đệ tử đang chăm chỉ tập luyện võ công. Phương Trạch Sơn là sư phụ của họ, lúc này bước ra giảng dạy. Trong cung có cửu phẩm 18 cấp, chúng ta tu luyện nhục thân cũng không thế. Tu luyện nhục thân chia làm 10 tầng. 3 tầng trước phân biệt là dưỡng sinh luyện lực và chiêu thức cảnh, rồi chỉ một đệ tử ra để thực chiến rồi tiếp tục nói. Tầng 4 cường nhu, tầng 5 là thần lực, tầng 6 khí thức và tầng 7 nội chánh cảnh, người thường rất khó đạt đến. Trên tầng 8 chính là tầng 9 thông linh, tầng 10 thần biến. Ta đến nay vẫn chưa đột phá thông linh cảnh, nếu nhục thân luyện đến tầng 10, thần biến cảnh, ngũ mã không thể phân thân. Phương Hàn lúc này trốn sau cái cây để học lóm. Trạch Sơn nói tiếp, nhục thân 10 tầng chưa phải là cực hạn, đây mới là bắt đầu. Trên nhục thân còn có thần thông bí cảnh, thần thông sản sinh từ tâm trí, sức mạnh thần bí này gọi là pháp lực. Chỉ cần nhục thân đạt đến sức mạnh cực hạn mới có thể cổ động tâm mạch dẫn máu tim đến tâm trí, từ đó kích ra pháp lực. Nếu nhục thân không mạnh, tâm mạnh không vượng, tâm trí không đủ máu tim nuôi dưỡng, pháp lực thần thông trở thành dòng nước không nguồn. Chỉ có vào thần thông bí cảnh mới thoát khỏi trói buộc nhục thân, không chế nước và lửa, bay lên không trung, phi kiếm giết người và thành thần. Nếu có người tu luyện đến thần thông bí cảnh, vị trí gia chủ Phương gia chính là của người đó. Lúc này nhị tiểu thư Phương gia Thanh Vi đến nói với chúng đệ tử, vì các ngươi đều là con cháu Phương gia mới có tư cách vào nội viện học võ, nên các ngươi phải cố gắng gấp bội. Chỉ cần tu luyện có thành tựu, vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức, Phương gia tỉnh Long Uyên sẽ không bạc đãi các ngươi. Phương tổng quản nói với Thanh Vi, còn có một cuộc đi săn. Trước khi rời đi, ông nói với vi sư, vừa rồi bên phía Vũ Hóa Sơn chuyển đến lời nhắn, bảo ngươi đem cái này đến Long Uyên Hà, ngăn chặn kẻ xông vào cổ mộ. Chuyện cảnh là hình ảnh căn phòng của đại sư huynh Vũ Hóa Môn. Đại sư huynh gọi mọi người đến để giao việc đi tìm bảo vật. Vì đại sư huynh nói, Bách Khai Thiên của quần tinh môn tìm được hai món bảo vật mà muốn trong cổ mộ Hoàng Tuyền. Một món là kiểu khiếu kim đan, món còn lại là xa phục Hoàng Tuyền đồ. Bức tranh này số một bí mật động trời, có thể khiến ma môn phục sinh, vì vậy không thể rơi vào tay kẻ ác. Bách Khai Thiên kia đã trốn đến Long Uyên, ngươi đi tìm bức tranh về cho ta. Đến với hình ảnh ở trại ngựa, Phương Hán đang bị dạy dỗ vì ngăn cản nhị tiểu thư nhà Phương gia lấy ngựa đi săn. Trong lúc bị đánh đến người đẫm máu, cậu nhớ lại lời cha dặn, thà làm ăn mày chứ không làm nô cho người khác. Thanh Vi thấy Thiên Lý Tuyết được hắn chăm sóc tên, nên trước khi rời đi đã ném cho mấy ném bạc vụn. Phương tổng quản lúc này thông báo với mọi người, nay đại tiểu thư Thanh Tuyết sẽ trở về, hôm nay sẽ lò liệu đại lễ đón đại tiểu thư trở về. Chuyện cánh là hình ảnh Vũ Hóa Môn, trường sáo nói với Thanh Tuyết, 72 vạn đệ tử ngoại môn, 3.600 đệ tử nội môn, 108 đệ tử chân truyền. Bây giờ sẽ giao cho đại sư huynh Hòa Thiên Độ còn quản lý, con và những đệ tử khác phối hợp với nó, chấn chỉnh môn phòng tiên cho ta. Trở lại với hình ảnh của Kim sư huynh, đã vẻ báo với đại sư huynh của hắn, Long Nguyên kia là người của Phương gia, mà Thanh Tuyết vừa được thăng làm đệ tử chân truyền, đây là cơ hội tốt để lập công cho môn phái. Nhưng vì sao nguyên kiếm không của nội môn đã được truyền rồi, nhưng không truyền cho Thanh Tuyết? Đại sư huynh nghe xong thì nói, Thanh Tuyết là một kẻ không biết liêm sỉ, lại cùng ma soát kia, Vũ Hóa Môn ta sao có thể cấu kết với ma phái. Trưởng môn đã giao việc chỉnh đốn môn phong cho ta, muốn ta dọn sạch sẽ tiền đạo, chấn chỉnh môn phong, bất kỳ ai cấu kết với ma phái, ta phải nghiêm trị không tha. Đến với hình ảnh một khu rừng, Trạch Sơn lúc này đã đến chỗ Bạch Hải Thiến để lấy xa phục Hoàng Tuyền đồ và kiểu khiếu kim đan. Vừa dứt câu, Trạch Sơn xuất ra Tùng Hạc Vạn Thọ Quyến lao tới đánh Hải Thiến, nhưng không thể đánh trúng Hải Thiến còn bị hắn tung một cước đá bay. Trạch Sơn tức giận, nhảy lên xuất ra Hạc Vũ Trường Không đánh về phía hắn, thực lực khác biệt quá nhiều, Hải Thiến dễ dàng né tránh, rồi một quyền đánh Trạch Sơn bị thương. Chúng đệ tử bao vây xung quanh lúc này xả tên, nhưng Hải Thiến sùng tay không đón đỡ, rồi đánh cho tên bay ngược trở lại, giết chết đám đệ tử Phương gia rồi rời đi. Trạch Sơn đuổi theo, Hải Thiến lấy ra Ô Sát Luân đánh thẳng về phía Trạch Sơn để kết điệu hắn. Đúng lúc này, Thanh Tuyết xuất hiện đỡ cho Trạch Sơn, đánh bay Ô Sát Luân, rồi dùng pháp lực liên tục tấn công Hải Thiến.
Đến với một vách núi, Hải Thiên đã hết đường để chạy. Hắn tự vận pháp lực để gia tăng sức chiến đấu trong thời gian ngắn, rồi xuất ra ô sắt câu phần chám đánh thẳng về phía Thanh Tuyết. Cô xuất ra tử điện âm lôi đao kết liễu hắn, khiến hắn rơi xuống vực. Cô định lấy ra phục hoàng tuyển đồ trên người của hắn thì phát ra một nguồn năng lượng đẩy cô ra. Thanh Tuyết lúc này đã về đến Phương gia, vì đã bị nội thương nên đã bảo Phương Tổng Quán hủy bỏ yến hội chào đón, rồi thay ta tiếp nhận thánh chỉ. Xong việc thì ngươi và nhị thúc đến gặp ta. Chuyện cảnh là ngành Phương Hàn thấy xác của Hải Thiến, cậu kéo vào thì rơi ra kiểu khiếu kim đan có mùi thơm kỳ lạ. Chỉ ngửi một chút tinh thần đã sảng khoái, lúc định trả lại cho Hải Thiến thì đột nhiên Hải Thiến được sống lại nói với Phương Hàn: vừa nãy ta bị Thanh Tuyết hại, vốn đã khí tuyệt thần vong, nhưng ngươi lấy kiểu khiếu kim đan ra, nhờ dương lực của nó đã hồi dương lại một lúc, ông xuất lực kéo Phương Hàn lại trị thương cho cậu. Hôm nay ta sẽ nhận người làm đệ tử, chuyên cho người hết công pháp và võ công, chỉ cần sau này luyện thành, giết Thanh Tuyết để trả thù cho ta là được. Nghe xong, Phương Hàn nghĩ sống ở Phương gia cậu không bằng một con súc sinh, tổng quản làm khó ức hiếp ta, Thanh Vi là một kẻ ngang ngược huynh hoang, giờ lại thêm một Thanh Tuyết, ta việc gì phải bán mạng cả đời cho Phương gia. Rồi cậu liền đồng ý quỳ xuống bái sư. Hải Thiện lấy ra kiểu khiếu kim đan và ra phục hoàn tiền đồ tặng cho Phương Hàn. Ông kéo cậu lại để dồn nốt tu vi cuối cùng giúp cậu uống kiểu khiếu kim đan. Cách sử dụng kiểu khiếu kim đan chính là xé tim ra, nhét kim đan vào, muôn dòng máu không ngừng tuần hoàn gột rửa cổ tim, dược lực mới chảy khắp thân thể, chết lung tẩy tủy, thoát thai hoãn cốt. Đến với hình ảnh của Phương gia, tổng quản nói với Thanh Tuyết: thánh chỉ đã nhận, yến hội chào đón người đã giải tán. Thanh Tuyết nói: nhị thúc, Bạch Hải Thiên đã bị ta diệt bỏ sinh cơ, chắc chắn không sống qua đêm nay. Mau chóng mang người đi lùng sục thi thể của hắn ở dọc bờ sông, không được làm ầm ĩ. Trưởng lão Vu Hóa Sơn cho ta thêm vài suất khảo hạch đệ tử ngoại môn, phiền ông chọn ra vài người trong số đệ tử Phương gia cùng đi khảo hạch. Trở lại phía bờ sông, sau khi hấp thụ xong kiểu khiếu kim đan, Hải Thiên đã chết trước khi chết dặn Phương Hán. Cơ thể tầng thứ 10 sau khi chết không bị thối rữa, sau khi tu hành chính là quay lại gặp ông Phương Hán, chuồn cất ông rồi rời đi. Sáng hôm sau, Phương Tổng Quản thông báo đại tiểu thư đã hồi phủ, giờ đang bế quan trong nội viện. Tháng sau xuất quan sẽ chọn vài người tài giỏi theo người đến Vũ Hóa Thiên Sơn, rồi quay sang nói với Phương Hán: người nuôi thiên lý tuyết không tối, lúc đó thiên lý tuyết theo chủ nhân lên núi, kẻ nuôi ngựa như người có muốn đi cùng không? Mọi người thấy vậy thì phỉ báng cười nhạo cậu. Phương Hàn giờ đây ngày ngày đến bờ sông chăm chỉ tu luyện, ngay cả lúc chăn ngựa cậu cũng không ngừng tu luyện. Lúc đệ tử Phương gia tu luyện cậu cũng đứng một góc để học lóm. Sau một thời gian, tu vi của cậu đã nhanh chóng đạt cảnh giới nhục thể tầng thứ 5, võ giả tu luyện một quyền đã có thể đấm vỡ tảng đá lớn. Sau một tháng, Trạch Sơn nói với Thanh Tuyết vẫn chưa tìm thấy thi thể của Hải Thiến. Thanh Tuyết nghe xong thì nghĩ Hải Thiến đã nuốt kiểu khiếu kim đan để chữa trị vết thương, liền rời khỏi đây. Cô cũng lệnh xuống việc này không cần điều tra để tránh xảy ra thêm chuyện. Phương Tổng Quản cũng báo đã chọn ra những gia đình cường tráng để đi theo đại tiểu thư. Nhị tiểu thư thì đã đi trước đến Vũ Hóa Sơn để chuẩn bị thử thách cho đệ tử ngoại môn. Đến với hình ảnh Phương Hán đang cho thiên lý tuyết ăn và nói chuyện với nó. Lúc này mấy tên gia đình đi nhậu về ở ngoài tưởng Phương Hán đến để trộm ngựa, liền hô to rồi cùng vào đánh Phương Hán. Cậu tức giận xuất chiêu đánh ngã đám gia đình rồi nói: các ngươi thường ngày quen ức hiếp người khác, tưởng Phương Hàn ta dễ ức hiếp đúng không? Cùng lúc này, Phương Tổng Quản cũng đến rồi đặt điều cho cậu là không được đến Thiên Sơn, liền đến ăn trộm ngựa, trộm không thành còn đánh người. May mà ta đến kiểm tra không đã bị người trộm mất rồi, rồi ra lệnh cho đám nô tài đánh Phương Hàn. Thanh Tuyết thấy vậy đến ngăn lại rồi nói với Phương Hàn: chiêu lúc nãy của ngươi đã học lén từ rất lâu đúng không? Ngươi đang học lén võ công của nhà ta, làm sao tên nô tài như ngươi luyện được thần lực cảnh thế? Đệ tử nội viện cũng ít ra phải luyện được tầng này. Phương Hàn nghe xong thì nói: bẩm đại tiểu thư, vài năm trước ta đến sông Long Nguyên tắm cho ngựa, đột nhiên có một con rắn sừng to bị sét đánh trúng nên đã nấu để ăn. Mật của con rắn đó kỳ lạ, vô cùng đỏ cứng hệt như là đá. Từ đó về sau cơ thể của ta dường như ngày càng mạnh mẽ và khỏe lên nên đã có ý định luyện võ. Thanh Tuyết cay sang nói với Phương Hán: rắn lục một sừng, mật rắn của nó có thể củng cố căn cơ, là linh dược thiên nhiên, sau khi ăn sẽ trở lên vô cùng mạnh. Ngươi nói 5 năm trước, 5 năm mà có thể luyện được thần lực cảnh cũng không dễ dàng gì. Rồi bảo cậu vài ngày nữa cùng với cô đến Vũ Hóa Thiên Sơn, rồi cô nhanh chóng biến mất.